Dành cho Lê Hải Anh Tuấn, không có bất cứ một cơ hội nào khi mà bóng đến với chân Mbappé trong phút cuối. Rất khéo léo, lần này thì chẳng cần vô ích hay là Mbappé mở trong hiệp thiếu đầu tiên và đến bây giờ trên mặt trận tấn công thì cũng cần phải nhìn lại tỷ số là vào lúc này Lê Hải Anh Tuấn vẫn chỉ đang có tỷ số 0 đều thôi. Nếu đánh góc xa tăng tốc của Lê Hải Anh Tuấn cao thì gây cú đá đường gan vô ích và dứt điểm. Wow, siêu siêu, vâng, thực sự là chúng ta không thể nói nhiều nữa. Tắt cờ to phối hợp tốc độ nhả lại cho game của chúng ta, cú kích cực nhanh và sau đó mới dứt điểm. Nữa. Hơn 20 tuyển thủ tới từ Việt Nam, Hàn Quốc, Indonesia và Trung Quốc hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu đỉnh cao. Viettel chỉ đạo tổ chức, Viettel Media, đơn vị triển khai X Gaming, bảo trợ truyền thông tin.vn.